27. Mạnh Dân Tiêu, Dân Tiêu, anh đừng ép tôi. Mặt sẹo, bỏ súng xuống ngay. Không đời nào, tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Các cậu bỏ súng xuống hết đi. Để tôi xem đạn của mặt sẹo bắn về phía tôi như thế nào. Bỏ súng xuống. Bắn đi. Anh đừng ép tôi. Bắn đi. Khẩu súng này là cậu tặng tôi mà. Anh đừng ép tôi. Bắn đi. Bắn đi. Anh đừng ép tôi. Bắn đi. Sean biết là mặt sẹo sẽ mượn cơ hội kiểm tra này để mưu hại chúng ta. Sau khi Tôn Hòa Thượng giết Đỗ Đại Đức, tôi đã mở rộng ra điều tra. Chuyện này là do mặt sẹo gây ra. Tôn Hòa Thượng đi lên hòa giải. Khi súng của Tôn Hòa Thượng cướp cò, mặt sẹo vừa hay đang ở phía sau, ôm lấy Tôn Hòa Thượng. Tất nhiên, chỉ dựa vào chuyện này vẫn chưa thể nói lên vấn đề. Cô có từng nghĩ chưa, kể từ khi Bát Lộ Quân tiến vào núi Phượng Hoàng tiến hành tu chỉnh, chỉ cần hai phe có mâu thuẫn gì, đều là chi đội của mặt sẹo gây ra. Hơn nữa, sau khi mặt sẹo lên làm đại đội trưởng, đã tặng tôi một khẩu súng vô cùng tinh xảo. Kể từ lúc đó, tôi đã bắt đầu chú ý tới cậu ta. Anh xem, người của chúng ta không muốn quá thân với Bát Lộ Quân cũng là bình thường, nhưng tại sao mặt sẹo lại muốn mưu hại chúng ta chứ? Cô thấy chưa? Đây là thư thể hiện lòng trung thành của mặt sẹo với Quách Dạng Minh. Tôi đã thu được nó, nên là anh mới biết khẩu súng đó sẽ phát nổ. Bởi vì khẩu súng đó, khi cậu ấy tặng tôi, có sẵn 5 viên đạn bên trong. Tôi rất thích, mỗi ngày đều lấy ra xem thử. Nhưng đột nhiên có một ngày tôi phát hiện ra có vấn đề. Vấn đề gì? Trọng lượng của 5 viên đạn này hoàn toàn khác nhau. Cô phải biết một điều, loại súng này được các quý tộc Anh ưa thích sử dụng. Xưởng sản xuất đạn của chúng vô cùng chính quy, lượng thuốc phải thống nhất. Điều này chứng tỏ một vấn đề, đó là có người đã giở trò với số đạn này. Cũng tức là có người đã tăng lượng thuốc bên trong viên đạn. Phải. Lượng thuốc bên trong viên đạn đã tăng lên, sức nổ cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Viên đạn này một khi bắn sẽ phát nổ ngay trong nòng súng, khiến người cầm súng phải bỏ mạng. Tôi làm thổ phỉ cả đời cũng chưa từng nghĩ ra chiêu này bao giờ. Sao mặt sẽ lại nghĩ ra được chứ? Câu này cô hỏi rất hay. Lúc đó tôi đã hỏi cậu ta. Tôi hỏi cậu ta lấy khẩu súng này ở đâu ra. Cậu ta nói mình nhặt được trên chiến trường. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ lại, lúc đánh trấn Hà Diệp, chúng ta không hề bắn chết quan lớn nào của Nhật. Mà loại súng này, quan binh bình thường căn bản không thể có. Ý anh là, là Quách Dạng Minh đưa cho anh ta. Quách Dạng Minh, hắn ta cũng là một tên quê mùa thôi. Anh ta bị người Nhật bao vây trên núi Thái Hàng, đứng cơm còn chẳng có mà ăn, thì lấy đâu ra loại súng này? Được rồi, đừng nghĩ nữa. Nhưng mà chuyện chúng ta nói lần này, cô tuyệt đối đừng nói dai, hiểu chứ? Tôi biết rồi, tôi không phải trẻ con đâu. Dân Tiêu, sau này anh phải cẩn thận hơn đó. Cô đau lòng mà. Không đau lòng thì không đau lòng thôi. Cô xùy tôi làm gì? Anh có người thương anh rồi mà. Tôi không phải phụ nữ, không giống ả hồ ly tinh đó đâu. Nè, cô đi đâu vậy chứ?
Tư lệnh, anh xem đi. Đây chính là sơ đồ xưởng điện. Sau khi xây xong, sẽ có thể kết nối điện rồi. Núi Phượng Hoàng sẽ có điện thật rồi. Phải. Thầy ơi, chỉ cần thi công như trên sơ đồ này, sẽ có thể phát điện được sao? Không vấn đề gì. Anh chắc chắn chứ? Không có vấn đề gì hết. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu công thức không vấn đề gì, thì có thể chính thức phát điện. Tôi là kỹ sư du học từ Anh về đó. Mạnh Tư Lệnh, có phải anh nghi ngờ tôi là kẻ ăn hại hay không? Không không, tôi nào dám chứ. Anh xem, tôi chỉ là đang nóng lòng thôi. Núi Phượng Hoàng chúng tôi cứ sống trong bóng tối mãi, đều dựa vào đúc đúc để sống qua ngày. Tôi có thể không nóng lòng được sao? Không lâu nữa đảm bảo chuẩn bị sẽ phát được điện. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ thưởng cho anh. Cảm ơn Tư Lệnh. Nhưng mà có câu này tôi vẫn phải nói rõ. Bởi vì một khi xưởng điện được vận hành, sẽ cần một lượng than rất lớn. Anh phải lập tức vận chuyển than về đây. Nếu không sẽ không hoàn thành được đâu. Than không phải là vấn đề. Núi Phượng Hoàng cái gì mà không có? Thiếu than thì đâu cũng có hết. Chuyện anh cần cân nhắc bây giờ đó là điện sẽ phát tới đâu. Chuyện này do anh nắm bắt quyết định. Bộ Tư Lệnh, trường học, còn cả xưởng vũ khí nữa. Được rồi, quý vị đi. Đợi anh phát xong điện, tôi sẽ mời anh uống rượu. Sáng rồi, sáng rồi. Kỳ diệu thật đó. Đúng vậy. Tránh ra, tôi châm thuốc cái đã. Tránh ra. Có chuyện gì sao? Không cháy. Sao lại không cháy? Sao lại không cháy vậy chứ? Chú à, cái đèn này chắc là biết nhìn người đó. Nó nói nó không biết chú. Phải đó. Chú à, lâu nay chú vẫn luôn xui xẻo. Chú xem, còn không chăm thuốc được kìa. Chắc là vấn đề của thuốc đó. Để chú đổi thuốc khác xem sao. Được, đổi đi, đổi đi. Nhanh lên. Vẫn không đốt được. Chuyện này là sao vậy? Thật tình tôi... Sao lại tắt rồi? Có chuyện gì sao? Tôi thử xem. Có lửa không? Chú à, chú làm sao vậy? Chú à, sao vậy? Các cậu đúng là làm bừa. Đang yên đang lành lại chạm vào cổng điện làm gì? Làm vậy sẽ chết người đó. Dân Tiêu, anh đừng giận nữa. Các anh em chưa từng thấy đèn điện nên là hơi hiếu kỳ thôi mà. Xảy ra chuyện cũng là bình thường thôi. Được rồi, được rồi. Đi xuống đi. Đi mau đi. Em nói không sai. Chính vì chưa gặp bao giờ, anh mới phải mắng bọn họ. Nếu không sau này sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Em biết mà. Nhưng mà xưởng điện phát điện một cái, tới lúc đó em phải nhìn anh bằng con mắt khác đó. Mạnh Dân Tiêu đó thực sự đã xây được xưởng phát điện rồi. Phải. Không chỉ là xưởng phát điện, còn có xưởng vũ khí, trường học, xưởng chăn mền, náo nhiệt lắm. Anh ta chiêu binh mãi mã, gia tăng thực lực. Lão Dương, Lão Ngô, xem ra phán đoán ban đầu của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Không thể xem Mạnh Dân Tiêu như thổ phỉ bình thường được. Người này là ngoại lệ trong số thổ phỉ. Mạnh Dân Tiêu không phải thổ phỉ bình thường. Kể từ khi anh ta lên núi Phượng Hoàng vũ trang ở đây, đã có sự thay đổi mang tính quyết định. Bọn họ đã thành lập một địa điểm vũ trang kiên quyết kháng Nhật. Hơn nữa nhóm vũ trang này còn hướng về đảng ta nữa. Canh có biết không, Mạnh Dân Tiêu đã tiêu diệt Mặt Sẹo rồi. Có chuyện này sao? Là thông tin đồng chí Lý Thục Quý gửi tới. Thành phần của tung đội độc lập rất phức tạp. Mạnh Dân Tiêu tuy là tư lệnh nhưng quy vọng của quả Phượng Hoàng rất cao, dẫn tới bộ đội như có hai lớp da. Vậy nên việc chỉnh đốn lại nội bộ của bọn họ là chuyện phải làm. Đúng vậy, tuy quả Phượng Hoàng rất tin tưởng Mạnh Dân Tiêu, nhưng mà còn rất nhiều phe đối đầu, rất dễ tạo ra sơ hở để kẻ địch lợi dụng. Lần này bọn họ tiêu diệt được Mặt Sẹo là vì Mặt Sẹo muốn mượn diễn tập để ám sát Mạnh Dân Tiêu, bắt cóc quả Phượng Hoàng, nội bộ tung đội độc lập, hướng về phía đảng Cộng sản hay là đảng Quốc dân vẫn còn phân chia rõ ràng. Dương Quang, về chuyện chỉnh đốn lại bộ đội của Mạnh Dân Tiêu, có phải chúng ta nên tranh thủ đi không? Phải tranh thủ, nhưng mà không được quá nóng vội. Nếu Mạnh Dân Tiêu hoặc là quả Phượng Hoàng có hơi phản cảm đối với chúng ta, tưởng chúng ta sẽ nuốt chửng bọn họ, vậy thì không hay đâu. Chúng ta xếp thời gian tới núi Phượng Hoàng thăm bạn cũ của chúng ta đi. Tham quan một chút à? Phải. Ngoài ra tôi còn vài chuyện riêng cần làm. Còn chuyện riêng nữa sao?
Mạnh Tư Lệnh, anh quả không hổ là người từng đi du học, vừa có xưởng vũ khí, vừa có xưởng phát điện, thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Bác Lộ Quân không có, chưa gặp bao giờ phải không? Tôi thật sự chưa từng thấy phát điện như thế nào đó. Nhưng đèn điện thì tôi thấy rồi. Tốt xấu thì tôi cũng từng tới mấy thành phố lớn mà. Đừng có xem thường tôi. Không không, tôi không dám. Đợi kháng chiến thắng lợi, chúng ta phải xây thật nhiều xưởng vũ khí, thật nhiều xưởng điện. Tới lúc đó, phải để nhân dân cả nước được có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Đây chính là chủ trương của Đảng Cộng sản các anh à? Tất nhiên rồi. Mục đích đấu tranh của đảng chúng tôi chính là cho quần chúng nhân dân một quốc gia dân chủ, tự do và lớn mạnh. Tiền lý nói rất đúng. Ta đã trải qua đổ máu và hy sinh, tất cả là để tạo phúc cho con cháu đời sau. Đảng nào là ban đầu chẳng nói như vậy chứ? Giống như quốc dân đảng vậy. Vì mà dân chủ, dân sinh, dân quyền, cha của tôi cũng như vậy, mới bị họ lừa vào thành rồi giết chết. Tôi cảm thấy đảng nào cũng không đáng tin. Trong tay có súng mới là đáng tin nhất. Tiếp tục làm thổ phỉ sao? Trong tay của tôi có súng, đảng nào cũng không làm được gì tôi. Cùng lắm thì liều thôi. Đúng vậy. Phó Tư Lệnh nói rất đúng. Những người bị áp bức chỉ khi cầm súng đứng lên mới có thể giành được quyền lợi. Lũ tham quan vô lại đó, thổ hào, ác bá và quân phiệt căn bản không thể nói lý với bọn họ được. Nhưng mà bọn họ sẽ hiểu hết tiếng súng và tiếng pháo. Tư Lệnh, chính quỷ, hai người nói đều rất đúng. Tôi tin lời của hai người. Nhưng mà tôi cũng có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì anh nói đi. Canh cũng phải phái một chính quỷ tới cho tôi. Chế độ quỷ viên chính trị là chế độ cơ bản dành cho Bác Lộ Quân cũng như tân tướng quân của Đảng Cộng sản. Mục đích thứ hai là để đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội. Tung đội kháng Nhật độc lập núi Phượng Hoàng không gia nhập Bác Lộ hay là tân tướng quân, sao mà chúng tôi có thể phá chính quỷ qua cho anh được đây? Chuyện này là sao? Mạnh Tư Lệnh, giờ chúng ta đang là quân đội bạn, sau này còn có thể trở thành chiến hữu. Anh yên tâm, cánh cửa của Bác Lộ Quân chúng tôi sẽ luôn mở rộng chào đón các anh. Tôi nói anh chuyện này, nhiếp tư lệnh của Bác Lộ Quân chúng tôi rất xem trọng anh đó. Nhiếp tư lệnh cũng biết tôi sao? Biết chứ, biết chứ. Công tử tướng quân danh tiếng nổi lừng, người nào mà không biết? Thật đáng hổ thẹn. Đồng chí thuộc quý, có. Cô hãy về thu dọn đồ đạc đi. Lát nữa theo tôi về phân khu. Tôi còn một vài chuyện muốn nói với Mạnh Tư Lệnh. Rõ. Có chuyện gì mà bắt cô ấy phải về vậy? Là như vậy. Đồng chí thuộc quý là bạn gái của Dương Tư Lệnh. Cái gì? Lão Ngô tôi, tức là người yêu đó. Danh từ mới về người yêu ở khu giải phóng. Theo chế độ của Bác Lộ Quân thì đại đoàn 258 đã có thể kết hôn được rồi. Lão Ngô tôi, theo như tổ chức cân nhắc thì Dương Tư Lệnh và đồng chí Lý Thục Quý đạt đủ điều kiện kết hôn rồi. Phải tổ chức hôn lễ cho bọn họ thôi. Tốt quá, tốt quá rồi. Tôi sẽ lập tức lên núi bày rượu cho Dương Tư Lệnh nghe. Đánh đàn bừa bãi. Chính quỷ, anh cũng lo chuyện bao đồng quá rồi đó. Uống nước cho bớt giận đi. Tôi không uống. Tôi nói cho anh nghe. Anh đừng có nói tôi. Anh đã hỏi Lý Thục Quý nghĩ gì chưa? Hơn nữa, làm gì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta và dân Tiêu. Đồng chí Dương Quang, tôi làm vậy đúng là có hơi lỗ mãng, nhưng mà cũng là để xử lý cho tốt quan hệ với Mạnh Dân Tiêu mà thôi. Tôi biết cậu thích đồng chí Lý Thục Quý, nhưng mà người trong tình cảm bây giờ đều thiếu nhạy bén vậy đó. Có lẽ cậu không nhìn thấy, nhưng mà tôi thì nhìn thấy rất rõ. Hai người họ đang yêu nhau. Hai người họ đang yêu nhau. Phải, đang yêu nhau. Vấn đề là Quả Phượng Hoàng cũng rất yêu Mạnh Dân Tiêu. Nếu mà tình cảm giữa Mạnh Dân Tiêu và đồng chí Tiểu Lý tiếp tục phát triển, vậy thì Quả Phượng Hoàng và Tiểu Lý sẽ xảy ra xung đột. Kiểu xung đột này một khi gia tăng, vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa Tung đội Độc Lập và Bác Lộ Quân, cũng sẽ ảnh hưởng tới công tác lôi kéo Tung đội Độc Lập của chúng ta. Sao là như vậy?
Có vậy, anh phải bàn bạc trước với tôi chứ. Đợi bàn với cậu thì chuyện này coi như hỏng rồi. Anh không định để Lý Thục Quý về Tôn Đạo Độc Lập làm việc nữa sao? Giữ cô ấy lại phân khu, hai người tiếp xúc nhiều hơn. Phụ nữ mà, cứ bám lấy là được rồi. Thứ lý luận dặn dạy như vậy chứ. Tất nhiên, tôi cũng muốn cô ấy bình tĩnh lại. Đợi cô ấy tỉnh táo lại thì lại đưa về tung đội. Dù gì cô ấy rất am hiểu tung đội này mà. Được rồi, tôi gặp cô ấy nói chuyện đây. Thế nào? Vẫn chưa nói chuyện xong mà. Có gì mà nói đâu chứ. Con nhóc này cứng đầu quá. Vẫn còn một người cũng cứng đầu nữa cơ. Anh đừng nói đông nói tay móc mỉa. Chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện này lão Ngô xử lý không đến là đến chúng. Lý Tục Quý, không để ý tới anh là đáng đời. Được thôi, tôi đáng đời. Cậu cứ độc thân cả đời đi. Anh gây chuyện còn có lý nữa sao? Sao đây? Anh gây chuyện rồi muốn phủi mông bỏ đi sao? Ai mà xử lý giúp anh được? Tất nhiên là cậu đi mà xử lý rồi. Tôi mặc kệ. Dương Quang, cậu đánh trận thì đâu ra đấy cả. Nhưng lúc yêu đương thì nên khiêm tốn đi. Cậu xem, cậu thích đồng chí Lý Tục Quý, tham mưu trưởng biết phải không? Tôi cũng biết luôn. Nhưng Lý Tục Quý người ta đâu biết gì đâu. Cậu xem, để tôi giúp cậu thế nào? Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt. Hơn nữa, tôi cũng thật lòng hy vọng hai người thành đôi. Có gì sai sao? Thật khách cách với tên chính quỷ nhà anh. Cảnh vệ binh, có. Tôi bảo cậu chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị tới đâu rồi? Đã xong từ lâu rồi. Đang đợi các vị thủ trưởng cãi nhau xong đây. Cái thằng nhóc nhắm lời này, mà mang qua đi. Rõ. Lão Dương, có phải cũng nên đưa đồ ăn qua cho Tử Lý luôn không? Tôi phải đi làm thay anh ấy đây này. Tư lệnh, không mở cửa. Gõ tiếp đi. Rõ. Lý Tục Quý. Lý Tục Quý. Lần này ăn đủ rồi. Cậu nhìn tôi làm gì? Có biết dỡ cửa không? Đánh trận thường xuyên phải dừng tới cửa. Tôi giỏi dỡ cửa lắm. Dỡ đi, dân. Tiểu Thuận Tử, thuốc lá. Đây là thuốc gì vậy chứ? Chuyện này, đây không phải loại thuốc bình thường anh hay hút sao? Dớ dẫn. Đây là loại thuốc ngày thường tôi hay hút sao? Tư lệnh, Lý trưởng quan đi rồi, anh đâu phải trút giận lên đầu của tôi được chứ. Hơn nữa, Lý trưởng quan đi rồi, nhưng mà chị Phượng Hoàng vẫn ở đây mà. Chị Phượng Hoàng cũng thích anh lắm. Lắm lời, mau cút đi. Dạ. Chị, bên này.
Chị đẹp thật đó. Thật sao? Thật mà. Y như tân nương chuẩn bị xuất giá ấy. Tố Phương, có phải tôi đã trách lầm cô ấy rồi không? Trách lầm ai? Lý Thục Quý. Có lẽ vậy. Nhưng mà chị, giờ không có ai giành công tử ăn chơi đó với chị nữa rồi. Không, không đơn giản như vậy đâu. Tôi cảm thấy cô ấy vẫn còn quay lại nữa. Tố Phương, em nói xem, liệu tôi có thắng được không? Em cũng không biết nữa. Tôi cũng không biết. Bất luận thế nào, cô cũng phải đi ăn chứ. Chủ tịch Mao có nói rồi, sức khỏe là gốc rễ của cách mạng. Nếu như không có một sức khỏe tốt, thì sao cách mạng được đây? Tôi nói cô nghe, tổ chức đã quyết định rồi. Đợi thời cơ chín muồi sẽ cải biên tung đội độc lập núi Phượng Hoàng. Nhiệm vụ gian khó này sẽ giao cho cô. Nhất định phải lôi kéo được Mạnh Dân Tiêu và Quả Phượng Hoàng. Tin tưởng ta và Bác Lộ Quân. Còn phải làm được để bọn họ chịu thành lập tổ chức đảng của chúng ta trong tung đội độc lập nữa. Là tình cảm cá nhân quan trọng hay đoàn kết kháng Nhật quan trọng? Cô hãy tự mình nghĩ đi. Chị, giờ ngày xuất giá, em sẽ làm một cái kiều hoa thật lớn. Nhóc con, xem ra là tự em muốn có kiều hoa phải không? Em không lấy ai hết. Em sẽ theo chị cả đời này. Giờ thì em nói như vậy thôi. Tới lúc đó, hòa thượng chỉ cần móc tay một cái thôi. Em còn không chạy theo người ta nữa à? Chị, Tố Phương, em cũng sắp 20 tuổi rồi. Nếu không phải theo tôi lên núi kéo đội ngũ, thì đã con cháu đầy đàn rồi. Tôi nói em nghe, nói chuyện của em và hòa thượng có thể thành, tôi sẽ làm chủ hôn cho hai người. Chị đừng nói như vậy. Nếu mà không có chị, em đã sớm tan xương nát thịt rồi. Em đó đúng là ngốc mà. Chuyện của em và hòa thượng tới đâu rồi hả? Em vẫn chưa nói với anh ấy. Sao lại không nói với anh ấy chứ? Em nói chị nghe, anh ấy y như tượng đá, chẳng hiểu cái gì cả. Thì em đừng dòng do nữa, cứ trực tiếp nói với anh ấy. Giờ muốn lấy anh không phải là được rồi sao? Em không nói được đâu. Chị, thật sự em không thể hiểu. Sao chị lại không giết Lý Thục Quý? Không phải đã mấy lần chị muốn giết cô ta rồi sao? Sao lại muốn giết cô ta chứ? Giết cô ấy xong, Mạnh Tư Lệnh sẽ là của chị rồi. Tôi chỉ muốn hù dọa cô ấy thôi. Không ngờ cô lại không sợ thật. Chị, em biết chị không giết cô ta đâu. Hai người giống một cặp quan gia như vậy, nhưng nhiều khi lại giống như một cặp chị em. Hoặc nhìn thì chẳng có ai để ý hết, nhưng hễ có chuyện gì thì lập tức ra tay ngay. Có chuyện này sao? Tất nhiên là có rồi. Tôi nói em nghe, tôi lớn lên trong hang thổ phỉ, quen nhìn cảnh giết người rồi. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì đàn ông mà giết người, giết Lý Tục Quý. Nếu thực sự giết quấy, chỉ có thể chứng minh tôi vô dụng thôi. Chị, không ngờ bây giờ chị suy nghĩ mọi chuyện lại xa và rộng tới vậy. Tôi đã nghĩ vậy từ lâu rồi. Tôi nói cho em nghe, tôi muốn dùng cách của phụ nữ để cạnh tranh với Lý Tục Quý. Nếu cô ấy thực sự là vợ của Dương Tư Lệnh, thì có phải là tôi nghĩ nhiều quá, nghi ngờ nhiều quá rồi không? Không có đâu. Chị, chúng ta hãy đi thôi. Chị hãy nhìn kìa. Không phải là Mạnh Tư Lệnh sao?
Nếu mà anh không tuyển được diễn viên tới, tôi sẽ về Bát Lộ Quân đó. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, móc ngoéo. Đồ ngốc, anh thua chắc rồi. Nén nhiều chút đi, tôi không sao đâu. Không phải anh rất thích trêu đùa tôi sao? Anh tỉnh dậy mà hãy trêu tiếp đi. Chỗ chúng tôi nếu như mua chó mèo gì về, trước khi đút ăn lần đầu đều phải nhổ một ngụm nước bọt. Có vậy chó mèo mới thân với anh hơn. Toàn chuyện linh tinh. Em biết anh là một người đàn ông tốt mà. Cả đời này anh sẽ đối xử với em thật tốt. Phượng Hoàng, có chuyện gì sao? Anh làm gì vậy? Ngắm hoàng hôn thôi. Tôi biết anh vẫn không buông bỏ được cô ấy, đúng không? Không nhìn ra được à? Tôi không biết tại sao mình lại như bị mê hoặc vậy. Trên đời nhiều đàn ông như vậy. Tôi lại thích mình anh. Tôi muốn là một người phụ nữ thật sự. Là một người vợ tốt của anh. Sinh cho anh một đàn con. Được rồi Phượng Hoàng. Cô đừng nói nữa. Tôi thật sự không biết suốt cuộc lý thuộc với đó có gì tốt. Mà anh lại không buông bỏ được cô ấy như vậy. Suốt cuộc là tại sao? Anh nói đi. Anh nói đi. Nói thật lòng. Khi cô ấy không có ở đây, tôi thật sự rất nhớ cô ấy. Vậy anh chưa từng nghĩ tới tôi sao? Ngày 4 tháng 1 năm 1941, hơn 9.000 người thuộc chi đội quân bộ Tân Tứ Quân đã bị hơn 80.000 người của Quốc Dân Đảng tấn công ở Mậu Lâm, huyện Kinh Hoàng Nam. Phần lớn đều đã bị bắt hoặc hy sinh. Quân đoàn trưởng Diệp Đỉnh bị bắt, Hạng Anh, Châu Tử Côn bị phản đồ giết hại. Sau sự biến Hoàng Nam, cục diện đoàn kết kháng Nhật của Quốc Cộng đối diện những nguy cơ sản nước. Trận Hoàng Nam này Quốc Cộng hợp tác coi như tiêu rồi. Tôi cảm thấy Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản khó mà tiếp tục hợp tác được rồi. Rạn nứt cũng là chuyện sớm muộn thôi. Phải đó, nếu Quốc Cộng trở mặt, người được lợi sẽ chính là người Nhật. Có ai biết tin mới nhất gì chưa? Anh có biết không? Anh nói xem, Bát Lộ Quân trên núi Phượng Hoàng liệu có hành động gì không? Ai mà biết được. Tham mưu trưởng, chuyện Hoàng Nam anh biết được bao nhiêu? Còn nữa, cấp trên nói sao? Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng giống như mọi người, tin tức đều thu được qua báo chí. Thông tin trên báo thì rất nhiều. Ông nói mình có lý, mà bà cũng nói mình có lý. Sao mà có thông tin chính xác được chứ? Sư đoàn trưởng tới. Các anh em, chắc mọi người đã biết hết cả rồi. Gần đây Tân Tứ Quân của Đảng Cộng sản đã phát động phản loạn ở khu vực Hoàng Nam, âm thầm tấn công Quốc quân chúng ta. Trước mắt, phản quân đã bị Quốc quân tiêu diệt. Đại tướng Cộng quân Diệp Đỉnh bị bắt, chuẩn bị được đưa ra tòa án xét xử. Giờ tôi sẽ tuyên bố mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến khu 2. Ở đây là sói rồi thì sẽ lộ ra nanh vuốt.
Nanh vuốt của Quách Dạng Minh đã lộ ra rồi. Con sói Quách Dạng Minh này, người Nhật chiếm được Trấn Hà Diệp, anh ta không đi thua phục đi, lại nhắm vào thần Nam Bảo của chúng ta. Tình hình bên phía Mạnh Dân Tiêu thế nào? Có động tĩnh gì không? Trước mắt vẫn chưa có, chắc bọn họ còn chưa nhận được tin. Tôi thấy tới lúc điều đồng chí Lý Thục Quý về lại Tung Đội Độc Lập rồi. Đồng chí Thục Quý, đầu tiên tôi xin lỗi cô vì chuyện đó. Tất nhiên tôi yêu cầu cô làm vậy cũng là gì đoàn kết Tung Đội Độc Lập núi Phượng Hoàng hơn. Bởi vì Mạnh Dân Tiêu và Quả Phượng Hoàng không thể có sản nước gì được. Tôi biết, sau khi sự biến Hoàng Nam xảy ra, tương lai hợp tác của Quốc Cộng khó lòng dự đoán. Quách Dạng Danh đã mài đao sẵn rồi. Lúc này việc lôi kéo Tung Đội Độc Lập đứng về một phía, phản đối chia sẻ là vô cùng cần thiết. Vậy nên đảng ủy quân phân khu quyết định cô phải lập tức quay về Tung Đội Độc Lập làm việc. Chức vụ không thay đổi, vẫn là hỗ trợ chủ nhiệm bộ. Lần này cô về đó phải lường trước tất cả khó khăn. Thứ nhất, sự biến Hoàng Nam vừa mới xảy ra, suốt cuộc Mạnh Dân Tiêu và Quả Phượng Hoàng nghĩ thế nào chúng ta vẫn còn chưa biết. Thứ hai, đặc dù quân thống Trương Khai Giang vẫn luôn tranh giành lực lượng vũ trang này với chúng ta, Trương Khai Giang là một đặc dù kinh nghiệm phong phú, còn rất âm hiểm tàn độc nữa. Tính nguy hiểm và phức tạp của trận đấu này phải tính toán kỹ lưỡng. Tôi không sợ. Đây không phải vấn đề của có sợ hay không. An toàn cá nhân vẫn là quan trọng nhất. Còn nữa, thứ ba, do nguyên nhân tình cảm, Quả Phượng Hoàng đã có thành kiến với cô rồi. Tôi biết rồi. Đồng chí Thục Quý, chuyện mà cô cần làm là lôi kéo Tung Đội Độc Lập, tin tưởng và giúp đỡ chúng ta, đứng về phía chúng ta. Vậy nên cô phải làm tốt công tác lãnh đạo đối với Tung Đội Độc Lập, nhất là đồng chí Quả Phượng Hoàng. Bởi vì uy tín của Quả Phượng Hoàng là thứ không ai bì kịp đâu. Tôi sẽ cho người hộ tống cô đi. Chuẩn bị đi, chúng ta đi luôn. Nhanh lên. Nào, bên này. Quốc Cộng bắt đầu phân tranh. 8.000 tân tứ quân chết trong vụ Hoàng Nam, Diệp Đỉnh bị bắt. Tiểu Thuận Tử, Tiểu Thuận Tử, Dân Tiêu, đã xảy ra chuyện gì mà gấp thế? Cô ngồi xuống trước đi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hai đảng Quốc Cộng sắp giao chiến. 70.000 người Quốc Dân Đảng đã tiêu diệt hơn 8.000 người của Tổng bộ Tân Tứ Quân. Quân đoàn trưởng Diệp Đỉnh cũng bị bắt rồi. Chính quỹ Hạng Anh, tham mưu trưởng Châu Tử Côn bị giết. Nhưng đó là chuyện của Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản. Bọn họ cách chỗ chúng ta xa như vậy, liên quan gì tới chúng ta chứ? Tất nhiên là có liên quan, rất liên quan là đằng khác. Hai đảng Quốc Cộng giao chiến, chiến tuyến kháng Nhật của bọn họ có bị sạn nứt hay không? Một khi nó bị sạn nứt, vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta không phải là Tung Đội Độc Lập sao? Nếu như độc lập, tại sao chúng ta phải để tâm tới chuyện của bọn họ? Độc lập chỉ là tương đối thôi, không có tuyệt đối. Một là đồng tình với Đảng Cộng sản, hay là đứng về phía quốc dân, nên tôi đoán núi Phượng Hoàng nhất định sẽ có một trận ác chiến. Không nghiêm trọng tới mức đó chứ. Theo tình hình trước mắt thì Quách Dạng Minh nhất định sẽ tấn công Bát Lộ Quân. Nếu bọn họ thực sự giao chiến, chúng ta phải làm sao đây? Như vậy tức là nếu Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản giao chiến, người Nhật sẽ có được cơ hội, nên chúng ta không được để họ giao chiến. Có cách gì được đây? Có. Lý trưởng quan về rồi. Lý trưởng quan về rồi.
Dân, em về rồi đây. Về là tốt rồi. Dân Tiêu, có chuyện này em muốn giải thích với anh. Lý trưởng quan, cô về rồi. Lý trưởng quan, cô về rồi. Phải. Đúng rồi Lý trưởng quan, cô vừa mới kết hôn xong, sao lại không ở nhà thêm vài ngày? Tân lang này cũng thiệt tình, một tân nương xinh đẹp như vậy lại không để cô ấy ở nhà, bắt cô ấy ra ngoài làm gì vậy chứ? Tôi về là có công việc. Có công việc? Phụ nữ có chuyện gì quan trọng hơn cả việc kết hôn chứ? Đúng rồi Dân Tiêu, giờ Lý trưởng quan đã là vợ của Dân Tư Lệnh rồi, chúng ta không thể thất lễ với cô ấy được. Cũng có lý. Suốt dọc đường cô đã mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Chị, không ngờ Mạnh Tư Lệnh cũng cứng quá chứ. Tôi cũng về nghỉ đây. Lý Tục Quý cũng lớn gan thật, muốn giành Dân Tư với tôi, đừng có nằm mơ. Đúng vậy. Nhậm Hán, Nhậm Hán, Tần Hán, Tần tiểu tử nhà anh, sao lại không ở bên Mạnh Tư Lệnh, lại tới núi Nhị Hổ thế này? Tư Lệnh có lệnh. Lệnh gì? Tư Lệnh có lệnh, trung đội hai lập tức xuất phát, giành lấy Thần Nam Bảo. Không phải chỗ đó để giao cho Bát Lộ Quân rồi sao? Sao muốn lấy lại rồi? Tôi cũng không biết nữa. Tư Lệnh có lệnh, bất luận là dùng cách gì cũng phải giành lại Thần Nam Bảo. Nhớ kỹ, không được làm bất cứ ai bị thương. Được, tôi sẽ bố trí ngay. Được. Thần Nam Bảo, có chuyện gì sao? Có khi nào người Nhật đánh qua đây rồi không? Không biết nữa. Tư Lệnh, đã xảy ra chuyện gì? Các anh em, đây là báo mới ra mấy ngày trước. Khi khu Hoàng Nam xảy ra chuyện lớn, hơn 70.000 người Quốc Dân Đảng bao vây hơn 8.000 người của Tân Tứ Quân Đảng Cộng sản ở Mậu Lâm, huyện Kinh, An Quy, tiêu diệt toàn bộ. Tôi còn tưởng là người Nhật đánh qua đây rồi chứ. Xem làm chúng ta căng thẳng chưa kìa. Cặp quan gia Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản này có thế nào cũng không hợp lại được đâu. Tôi cảm thấy bọn họ tách ra cũng là chuyện sớm muộn thôi. Đặc phái viên Trương, có Tư Lệnh, chuyện này chắc cậu đã biết từ lâu rồi, sao lại không có báo cáo? Tôi cũng chỉ vừa nhận được điện báo thôi. Tân Tứ Quân không nghe điều khiển, tùy tiện tấn công Quốc Quân. Anh ngậm máu phun người. Như vậy xem ra Lý trưởng quan biết rất rõ về sự biến Hoàng Nam à. Sự thật về biến Hoàng Nam là tổng bộ Tân Tứ Quân làm theo lệnh của Trung ương Quốc Dân Đảng xúc tới Bắc Giang, quân bộ hành quân tới khu vực Mậu Lâm, huyện Kinh, mới bị hơn 80.000 người của Quốc Dân Đảng tấn công. Quân đoàn trưởng Diệp Đỉnh bị bắt. Các đồng chí như Hàng Anh đã hy sinh. Cho hỏi, đây không là nghe theo điều khiển, tự ý tấn công Quốc quân sao? Diệp Đỉnh xưa nay không đánh quân Nhật, là một nhóm loạn quân, phản quân. Bọn họ bị tiêu diệt cũng là tự mình chuốc lấy. Anh, Trung ương đã hủy bỏ phiên hiệu Tân Tứ Quân rồi. Tư Lệnh, đây là thời kỳ thay đổi quan trọng. Anh phải nghĩ về tương lai đi. Mạnh Tư Lệnh, Phó Tư Lệnh, Bát Lộ Quân và Tung Lộ Độc Lập xưa nay là quân đội bạn. Trên chiến tuyến kháng Nhật, chúng ta vẫn luôn ủng hộ lẫn nhau. Lúc này không thể làm ra thứ chuyện nồi da xá thịt được. Tư Lệnh, sau sự biến Hoàng Nam, Tung Lộ Độc Lập đi đâu về đâu? Có liên quan tới tương lai của các anh em. Ở Trung Quốc, chỉ có Quốc quân mới là lực lượng vũ trang quốc gia hợp pháp. Ý của đặc phái viên Trương là Tung Lộ Độc Lập không phải là lực lượng vũ trang hợp pháp sao? Được rồi, đừng tranh giành nữa. Ngồi xuống cả đi. Nồi da xáo thịt, cốt nhục tương tàn. Bất luận ai đánh với ai, sau cùng người được lợi chỉ là người Nhật mà thôi. Tôi đoán là sau khi chuyện này xảy ra, cục thế sẽ có sự thay đổi. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Tư Lệnh, anh nói đi, chúng ta phải làm sao? Tôi và mọi người đều nghe anh cả đấy. Tôi ra lệnh toàn bộ trung đội tiến vào trạng thái chuẩn bị. Tất cả những người đang ở bên ngoài lập tức về đội.
Người không rời súng, ngựa không rời yên, đại đội 1 di chuyển ra ngoài 30 dặm đề phòng người Nhật, đồng thời chú ý động tĩnh. Bộ đội của Đình Đông và Cổ Kính Trai, đại đội 3 di chuyển ra 40 dặm đề phòng bát lộ quân của Dương Quang. Vậy đội 2 của Nhậm Hán thì sao? Có nhiệm vụ khác. Không đề phòng sư đoàn của Quách Vạn Minh sao? Bọn họ là quan gia nhiều năm của chúng ta. Quốc quân là quân chính quy, sau này chúng ta còn phải nương nhờ bọn họ, không cần đề phòng. Tư lệnh Anh Minh, tại sao anh lại tiến hành giám sát bát lộ quân? Anh quên hai phe chúng ta đang hợp tác rồi sao? Anh nói gì đi chứ? Bát lộ quân không đánh người Nhật, chỉ biết khiêu khích quốc quân. Tôi không thể không đề phòng. Anh...